Ayo, what's up anh em? Mình hiện. Ok, về cơ bản là đợt này là tức là dạo thời gian gần đây khoảng 1-2 năm gần đây là tớ bắt đầu có kiểu một vài những cái mối quan hệ với các nhãn hàng. Đấy. Các nhãn hàng kiểu như các thương hiệu đàn ấy thì hồi xưa thì cũng chỉ ở chơi mấy các cửa hàng thôi, thì tự dưng đợt này lại có thêm một chút mối quan hệ với mấy cái nhãn hàng luôn, như kiểu nhãn hàng của Enya này, hay là nhãn hàng của Yamaha này, Casio này, các thứ này. Đấy. Thì thế nên là bắt đầu có những cái cơ hội nó đặc biệt hơn. Ví dụ như là các nhãn hàng là kiểu cứ đến những cái thời điểm, ví dụ là Giáng sinh này, Tết này hay các thứ này, là rất hay có những cái chương trình giảm giá. Thì các nhãn hàng đấy cũng muốn là cho nhiều anh em chơi đàn biết về các những cái chương trình, kiểu như là bọn tôi đang giảm giá này đấy, anh em thích không mua đi đấy, kiểu kiểu đấy. Thế nên là thường là sẽ nhờ tớ là làm những cái thông báo là có những cái chương trình giảm giá đấy, để những anh em nào mà đặc biệt những anh em mà thích đàn thương hiệu nước ngoài, thương hiệu châu Á, thương hiệu châu Âu các thứ, thích đàn Tây các kiểu kiểu, thì ở đây tớ có một cái chương trình, nó là gọi là cái chương trình mùa hè sôi động cùng anh ơi. Về cơ bản thì là đây là một cái chương trình giảm giá đàn, những cái mẫu đàn cũng khá là có cái thiết kế hồi xưa đấy, mà cái kiểu cái hình chữ A, cái hình chữ A xong rồi có cái hình ô vuông các thứ ấy. Đấy, đấy, đấy. Ayers mà anh em, giả dụ anh em là tự hỏi Ayers là đàn gì thì chắc anh em hơi trẻ, bởi vì là Ayers thì hồi xưa cái hồi mà cách đây khoảng 6-7 năm, lâu lắm rồi đấy. Thì hồi đấy là như kiểu là kiếm một con đàn Ayers là như là một cái gì cũng rất là ghê quá. Đấy, một cái thương hiệu thường là cũng gọi là dạng là ghê gớm đắt tiền này kia. Đấy. Thì bây giờ là Ayers đang cho ra một vài những cái mẫu đàn để giảm giá để anh em mua. Thì đây, ở đây thì chúng ta sẽ có là 9 loại đàn, 9 dòng đàn guitar Modena và có hai loại ukulele. Hai con này thì con thùng soprano có giá gốc là 8,2 triệu, còn con uku thùng concert thì là 8,9 triệu. Nhưng mà bây giờ thì đang giảm giá thì con bên con 8,2 triệu còn 2 triệu và con 8,9 triệu còn 2,5 triệu. Nếu mà anh em mua combo thì sẽ được giảm thêm một chút nữa, là gồm có cả đàn guitar và đàn uku. Đấy, nó rẻ hơn tí. Guitar thì có mấy cái model thùng A, ví dụ như là con AS này, con DS này, con GS này, con DSML này. Đàn DSML. Con DS, con DSOL này, con AMM này, con DMM này. Tôi vẫn thấy cái kiểu đặt tên đàn mã mã này nó cứ kỳ kỳ rồi. Sao không đặt tên đàn ví dụ như là con Vulcan đấy, nghe sao không? Con Phoenix ủa, nghe kiểu xin con Elephant đấy. Con có khi kiểu cái rõ ràng đặt tên của nó hay hơn mà, tại sao cứ phải đặt mã mã nhỉ, kỳ ghê. Còn một số cái loại mà có L, ví dụ như là ACS này và DCS. Đối với mẫu DSOL, DSML sẽ được giảm xuống còn 5,490,000. Đối với các mẫu này thì sẽ còn giảm còn 5,990,000. Còn riêng hai con ACS và DCS thì giảm là 6,490,000. Tất cả những con đàn này thì khi mà bán ra là đã kèm với bao đàn có trị giá là 1,5 triệu, tức là không phải là mấy cái bao kiểu ra xong rồi bảo là bao ba lớp này kia. 1,5 triệu là bao xịn vãi cả linh hồn ấy, anh em ạ. Kiểu anh em không biết chứ hồi xưa là tớ đến bây giờ luôn đấy, là nếu mà tớ mà ra đường mà cầm theo một cái đàn ấy thì tớ thường sẽ thích là cầm một cái bao đàn nó nhìn nó đẹp, nó xịn, nó ra dáng, nó ra vẻ này kia, đặc biệt là như kiểu bao cái mấy cái kiểu bao đàn hộp đàn cứng này, phê vãi trưởng rồi, mình như kiểu là nghệ sĩ ấy. Kiểu đấy. Mua trên 2 cây thì được giảm theo số lượng, tối đa là 10%. Đấy, được giảm thêm 10% nữa nếu mà mua trên 2 cây, có thể là 3-4-5 cây gì đấy. Cách thức mua đàn thì vẫn như mọi khi, đấy là anh em sẽ inbox về cái fanpage của Ayer Music Việt Nam, là tớ để ở dưới cái phần comment cho anh em đấy. Anh em vào đấy xong rồi là inbox với người ta để đặt mua. Đấy, chưa? Thì bên đấy bảo với tớ là sau khi được xác nhận đơn hàng thì sẽ chuyển khoản vào số tài khoản của bên fanpage của Ayer Music Việt Nam. Đấy, thì đàn sẽ vận chuyển đến tay theo hình thức là ship code. Đấy, hoặc có thể trực tiếp đến xưởng đàn Ayer để nhận. Thế đó, về cơ bản thì là đây chỉ là một video ngắn để thông báo với anh em là có một cái chương trình như thế. Thì đấy, anh em nào mà đam mê với việc là kiểu rất là thích đàn Tây mà muốn có cái giá cực kỳ rẻ, mấy con đàn solid mà muốn giá rẻ các thứ này kia, mà có cái chữ tên Tây Tây xị xị như đấy thì có thể tham khảo thử cái chương trình này. Đã khái hết rồi. Ok, dĩ nhiên là cứ khi nào mà tớ phát đi kiểu các nhãn hàng mà bảo với tớ là có chương trình giảm giá gì đấy, tớ sẽ lại làm một cái video để thông báo với anh em, để anh em có thể mua đàn với cái giá hời hơn. Đấy, cái chưa? Đại khái thế thôi. Rồi, hẹn anh em video khác nhá. Whee!